đi mà không biết cuối con đường phía trước có phải là hạnh phúc khi trước mắt giờ là hồ sơ. Sống trong niềm cay đắng, trái tim đầy thù oán, cứ bước lần trong đêm không biết ta giờ đi về đâu. Làm sao có thể tìm thấy được bình minh, làm sao có thể tìm thấy được ánh sáng khi trước mắt giờ chỉ bóng đen mưa với mây mù khuất lối đi. Ta nhận ra mình đã sai, sai quá nhiều. Hãy cứ bỏ mặc quá khứ đi, ta sẽ quay lại nơi bắt đầu. Có lẽ sẽ tìm thấy ra được mình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Có ai đang chờ?